Chào mọi người nhé, hôm nay lang thang ở Yên Mon Long Biên, mình phát hiện ra một cái gian hàng khá thú vị. Ở đây bán rất nhiều mô hình xương khủng long và thậm chí các bạn có thể tự tham gia, tự trải nghiệm làm một cái nhà khảo cổ học. Thì theo mình thấy ở Việt Nam này thì rất phổ biến các cái trò chơi như kiểu là đóng giả làm bác sĩ này, đóng giả làm đầu bếp này, đóng giả làm thầy giáo, đóng giả làm tài xế vân vân, nhưng mà rất ít những hầu như là không có cái nào mà đóng giả làm nhà khảo cổ học cả. Bởi vì cái ngành nghề khảo cổ học này trên thế giới chúng ta chỉ được xem qua VTV2 ở trên TV thôi. Ở Việt Nam thì có nhưng mà thực sự nó không được nhiều người biết tới. Thì ở đây mình thấy ở đây nó rất là thú vị nên mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người. Mình có một thằng cu con nhỏ ở nhà thì nó cũng rất thích về khủng long, rất thích bắt bố đọc sách về khủng long và sưu tầm những cái mô hình khủng long, mà mặc dù nó mới có 3 tuổi thôi. Ngày xưa mình lớp tầm lớp 8, lớp 9 chỉ được biết khủng long ở trên VTV2 thôi, xem các nhà khảo cổ học các cái bộ xương này trên VTV2 thôi. Còn ở Việt Nam mình thì không có, nên bây giờ tận ngoài 30 tuổi mình được trải nghiệm những cái này nên mình thấy rất là thú vị. Bạn nào ở nhà gần Yên Mon thì có thể dẫn con cái hoặc là anh chị em vào đây để trải nghiệm thử. Giá các món đồ ở đây thì nó cũng hơi mắc một chút. Loại nhỏ thì khoảng 80.000, loại to hơn thì đến 150.000-200. Yên thì các bạn có thể ngồi tại đây để các bạn nhân viên cho mượn các đồ nghề, dụng cụ như kiểu là búa, dùi, đục, rồi chổi các thứ để mình tự làm luôn ở đây. Hoặc là nếu không có thời gian thì các bạn có thể mua mang về nhà để cùng anh chị em ở nhà, con cái ở nhà ngồi giết thời gian, mà cái này rất là hay đấy. Bạn nào mà nhà gần Yên Mon thì không có được trải nghiệm trực tiếp thì mình có thể để link mua cái sản phẩm này ở bên dưới nhé. Các bạn có thể lên đấy để mua online về mình chơi. Giá nó sẽ mềm hơn là chơi trực tiếp ở đây. Bởi vì cái gian hàng họ thuê ở đây cũng khá là đắt tiền. Thối ơi, cho Thối cái này này, biết đây là cái gì không? Đây là cái gì? Con gì đấy? Cái này con gì? Không biết con gì à? Có phải con khủng long không? Có. Ui giời, thế hỏi con gì không biết.
Ê, bộ xương của khủng long đấy. Ôi. Là cho thôi ấy. Cái đuôi rồi à? Ôi ôi ôi. Thôi lắp vào đi nhá.